là tự do, tự tao sẽ chuyển qua do ngôn luận quy còn tư ngôn luận. À rồi xong nữa, bây giờ bên bà tới cái chuyện này, có nghĩa là hồi nãy thì tôi nói anh Phượng đó, có nghĩa là cái lễ kỳ này nè, mới vừa qua hai ngày nè, ở nước Mỹ nó hơi thảm, nó buồn quá, nó không có cái gì, không có cái gì là khác. Trong khi đó ở Việt Nam tôi coi mấy cái thằng YouTube mà nó ở cái đường hoa, cái đường là gì á, đường đi bộ, đường đi bộ của mẹ, hình như ở cái đó ở tỉnh nào cũng có hết trơn á. Trời ơi, nó chúng ta được kêu bằng đường mà rực rỡ, hầu như là nó ngồi mà cái này nó ngon rồi nha. Tôi không biết ở đường Khoa Nguyễn Huệ, tức là cái phố đi bộ bây giờ anh, ok, hàng dài toàn là cái một cái loại ghế mà ghế hơi hay cái gì nhỏ nhỏ xẹp xẹp đó, mà người ta phát miễn phí hai bên cho người dân ta tới tầng hội ta coi, đứa thì ngồi đó rồi đêm ăn đồ ăn đủ giống như picnic vậy mà đầy cả một cái. Anh thấy đó chưa? Chưa. Trời ơi, có cái video của cái nào làm người miền Tây hay cái gì vậy nó đưa lên á. Rồi xong miền Tây cũng vậy, rồi ở quận 8 mà bên Tôn Thất Thuyết gì đó, vậy á, Phạm Thế Hiển, rồi chỗ nào cũng đèn hoa sáng rực, nó thẳng lại như vậy, nó khác hẳn. Hai cái thái cực khác hẳn một trời một vực, nó buồn cười lắm. Hay ha, hay ha. Tôi anh cầm nói về anh cầm nói về mình mới để ý đó, thì quả thật đó là cái không khí mà của cái thành phố của tôi mà Giáng sinh bây giờ là coi như là thấy không có gì hết đó nha, thấy nó mày là rất yên lặng á. Mà riêng cái phần tôi là tôi biết là thấy đi chợ mà ngày 23 mà chiều 23 mà đi chợ mà cái chợ vắng tanh không có ai hết, chợ Mỹ chứ không phải chợ Việt Nam, trống lỗng không có ai hết. Mình không hiểu là tại sao hết, thấy làm như người dân Mỹ họ cũng mệt mỏi hay là thế nào đó mà ai không biết. Mà riêng phần tôi đó, anh, tôi giờ này là tôi không có theo dõi cái chuyện chuyện xã hội nữa rồi đó. Mở tivi ra là thấy đánh nhau, mở tivi ra thấy bom, thấy đạn, thấy ghê. Okay. Tôi nói nghe là đánh nhau thì cũng ok đi, đó là cái chuyện về cái địa chính lý chính trị của nước Mỹ với các nước khác là mình không bàn tới, nhưng mà ở đây á mình xin cái điều là có gì nói đấy, đừng có nói ngược. À mới tới bây giờ mà nó vẫn nói là với Liên Xô với Ukraine, hiện giờ là Liên Xô thất trận te tua, hiện giờ là Ukraine đang thắng huy hoàng này, cái đồ thứ nó rất toàn nó đẻ ngược hay sao tao không hiểu nữa, bởi vì nhiều cái buồn cười lắm và nói vô tội vạ, nói một cách buồn cười lắm. Nói một cách, ở đây mình không cổ suý chiến tranh, mình cũng không binh ai, mình không bỏ ai, có nghĩa là mình không, nó rõ ràng chúng ta lớn rồi, chúng ta già, chúng ta đã bước qua cái giai đoạn chiến tranh của đất nước mình rồi. Cho nên vì chỗ đó mình mới hiểu rằng chiến tranh là đau khổ, chiến tranh là tan tác, chiến tranh là chia ly, cái điều đó ai cũng biết cả, nhưng mà chúng ta nên tôn trọng được, bởi vì cái chiến tranh của người ta đã phải là chiến tranh của mình, cho nên ra mình không quan tâm. Nhưng mà nhiều khi nó làm hoang mang anh, mà mới gì nói mới gì coi cái này mà thằng Liên Xô nó, thằng Nga nó mới gì chứ, là thằng qua kia nó đù mà vô ra nó đang bứt phá sắp cửa vào mắt cơ ba rồi mới gì ớ lạnh nữa đó chứ, sáng nổ ra rồi coi kia rồi tổng thống đi tư lệnh rồi tùm lum tà ra, chứ là hầu như là mực nó rối não, anh hiểu tôi đâu, rối não mà hầu như là toàn nói chuyện tiện tầm bậy, không toàn là nói hướng sinh sứ miệng rồi nói thôi, thực chất họ không có đưa tin một cách trung thực. Ý tôi muốn nói cái điều đó, và tôi đã dẫn chứng tranh rồi, giống y chang như ông Hoàng Kỳ Nhân đó, đồ giơ tay tu dư là thách đó, đồ mời đi mời đưa ra chung quanh vì tôi thách đó. Từ sao nó qua thiệt rồi, ông sao ông bây giờ ông còn nhăn răng cái rồi, ông đâu có làm gì đâu, đúng không? Là nói để cho nó sướng cái mỏ đó, tao muốn nói gì đó. Mà hầu như những cái báo đài thổ tả ở nước Mỹ của người Việt đó, nói thẳng của người Việt hầu như là vậy, toàn là đúng không, là cầm đèn mà chạy trước xe hủ lô, ấy xe hơi không xe hơi buồn đường rồi, xe hủ lô mẹ ào lao chạy không kịp nó cán thấy mẹ bốt làm. À, Tết này bố có về Việt Nam không hay là qua Tết bố mới về? Thông báo một cái tin mừng cho mày là tao đã mua vé rồi, nhưng mà tao không có, tao ngày về tao giữ bí mật, cho nên tao chắc chắn là tao sẽ có mặt ngày 30/4. Nó nói nhỏ tôi nghe chia sẻ với quý vị với các anh chị ở trên Việt Đàn, đó là bố cầm chạy xe rất là cứng, mà bố về thành phố Hồ Chí Minh á, bố chở năm Tây Đô á, là từ lúc đó là từ quận 10 đúng không mà bố cầm về tới Gò Vấp. Wow. Mà bố cầm cái chân rất là cứng đó, chạy xe rất là độc, phải nói là độc, rất là độc luôn.
mà con nghĩ là những cái người mà ở bên bển mà ở lâu mà khi mà về Việt Nam mà chạy xe Honda như vậy đó thì con nghĩ là chắc cũng có nhưng mà chắc hiếm, giống như là bố cầm ở đây đấy. Một cái điều nữa là không biết là tại vì con ở đây thì miền Tây thì đi xe nó cũng quen rồi, nhưng mà con nghĩ là những cái người khác chắc lên chắc không dám đi khi mà bố cầm chở đâu đấy. Nhưng Đúng mà rồi. quý vị an tâm, rồi sau này mà bố cầm có về mà có đề xuất mà chở ai đi chơi bà ông đá thì quý vị cứ lên đi Nam Tây Đô đảm bảo luôn, bố cầm chạy rất là cứng đó, cứ mạnh dạn lên xe đấy. Còn bác Nguyễn Thế Phượng, bác này bác chắc là thời điểm đó chắc về như là cùng một lượt với là bố cầm đúng không? Anh là mình đi là đi ra đi vô bất tử lắm anh. Chỉ khi nào mình đến Việt Nam thì mình biết thôi, thì thế nào cũng gặp, mà nếu mà về đến Việt Nam là thế nào cũng gặp anh. Anh thử suy nhất rồi, từ khi mình kỳ này mình về Việt Nam thì là mình sẽ xuống cái trại rắn Đồng Tâm. Mình ở đó tôi nghĩ là một ngày, mình có công việc ở dưới đó. Thì từ cái trại rắn Đồng Tâm mà đến chỗ nhà anh thì bao xa anh? Anh cứ đến ngã ba Trung Lương đi, rồi anh đi bằng xe gì, dùng Tôi không phương biết, tiện gì? nhưng mà tôi muốn, tại vì tôi có việc tôi phải đến cái trại rắn Đồng Tâm tôi mua một ít đồ đó. Anh thử Đừng ra đừng nói vua rắn hổ mang về nhậu nghe cha. Không, rắn hổ Kế mang bên nhà tôi tôi thiếu có mẹ gì, kế bên rắn tôi thiếu gì cần phải vô trại rắn mua cho nó mắc. không, mình đến là mua thuốc, mình mua Hiểu rồi, tại ông mình mua cầm hộp ghẹo rồi tôi nói trả mỡ. lời vậy mà. Bây mình giờ mình anh cứ khi nào anh về thì anh nói tôi, ok thì anh cứ đi xe đò xuống đi, anh đi ok xe đò xuống rồi tôi nói cho anh, khi nào anh về tới thành phố Hồ Chí Minh rồi thì tôi chỉ cho anh phương tiện đi, anh đi xuống tôi sẽ chở anh tới cảng Đồng Tâm luôn, ok anh, cảm mà ơn tôi anh rất chở bằng nhiều. xe đạp, tôi chở bằng xe đạp thể thao á. Nếu mà có hai xe đạp, hai anh em mình đạp với nhau, con nào đứt thời, đứt thời trước. Bây giờ mà rủ ông đi 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 mượn Mà chừng nào anh về, chừng nào anh về chứ còn khoảng mới rằm rằm tháng giêng là tôi với Hiếu Lễ với Tiến Hoàng rồi với thằng bạn mấy thằng bạn tôi và cựu chiến binh đó là tôi sẽ đi xuyên Việt, rằm tháng nó cũng giêng khó. ta hả? Rằm tháng giêng Dạ ta tháng giêng hả? to Trời dạ dạ ơi không có đâu, chút xíu nữa tới gặp bây giờ nè, chút nữa Đó, nữa đúng rồi, để ông báo trước cho mày, ông xích sửa gặp mày đó, thưa nè, quá. gần tới rồi, không có đợi, không tới lúc đó đâu, tới bây giờ nè. Ok anh, cảm ơn, vậy là cảm ơn anh thượng sĩ nhất rất nhiều. Ok, năm Tây Đô, mình lần lần đầu tiên mình được nói chuyện gặp năm Tây Đô đó, mình cái chương trình của năm Tây Đô là mình coi hoài đó chứ không phải không đó nhá. Lại thì đầu tiên là Cảm năm ơn Tây Đô là bác. chủ nhà mình đó. Rồi. Khoan, khoan cho tôi xíu xíu cho tôi hỏi anh Phượng thêm lần nữa. Là cái nữa là anh răng cỏ rồi làm lại hết chưa? Chắc mình làm coi là tạm tốt rồi. Ngon lành luôn phải không? Là bảo đảm là không sợ sốc cái tép mũi. Sắp cái gì anh? Tôi sẽ mời anh cuốn bánh tráng với bún với cái trắng tép mũi với rau sống. Không biết lớp làm món đó. Cái vụ đó không biết, anh răng mình tốt mà mình nhai còn tốt. Rồi đó, đặng nhai giống vậy đó. Cảm ơn anh. Anh em mình gặp nhau Rồi, sự năm từ chiến đó, à. năm từ đó phát biểu đi con. Ok anh năm từ đâu. Dạ nếu mà gan cỏ tốt mà chắc ăn gán vô vôi được. Ăn được gán vô Anh vôi được, ăn được chăn được. tôi nói nghe này, để quay quay trước khi em ra đồ, tôi khoe cho mấy người này. Tôi chỉ có một cái hàm răng thôi, 32 cái, mà khi tôi làm lại đây con người tôi cũng thấy dễ thương lắm anh à. Một nửa bên tay mặt á Hà Nội họ làm, một nửa bên này á về đến tôi để dành, nó vô đến thành phố Hồ Chí Minh tôi làm, tức là con người mà thiệt, mà cái đó là, thiệt chứ không phải không ấy nha. Hà Nội họ Không, khổ cái anh răng cưa tốt quá, coi chứ lồ xồ lào xào nào, tôi lấy lên cái diễn đàn của anh Cầm á là mới cười nổi rồi, lên diễn đàn của anh Cầm nó cười nổi rồi, lên diễn đàn mấy người kia là cái mặt cái nghiêm 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 nghiêm, tôi thấy tôi hỏng bài đó, tôi không thấy chút nào mẹ tao muốn là mỗi đời vẫn vẫn còn trẻ trung, có nghĩa là mình phải có, mình phải lạc quan lên, nó thẳng là vậy, mình phải tự tạo cho mình cái lạc quan, bởi vì chúng ta không có cái gì là phải lo cả. Chúng ta nói một cách khác cái càng nữa
mình mới nói nó hơi ba quá chút xíu, nghĩa là mình mừng từ cái ngày mà 34 tới giờ mình mới nói thẳng một câu như vậy là đất nước mình càng ngày càng đi lên chứ chẳng phải càng ngày càng đi xuống. Chừng nào mình đi xuống á, chúng mày chửi được, còn lại nó đi lên tụi mày chửi là mẹ gì mà kệ bà, nó chửi cho thua gì đó, giống như kiểu cho mày chửi tao đi, cho thua gì gì đó. Và mình cảm thấy đất nước mình càng ngày càng, và mỗi lần tao về là mỗi lần thay đổi. Hôm trước bố đang ở Việt Nam thì cái cầu khách cầu lời cái cầu Phú Mỹ cái gì à, Khánh Thành phải không, cầu Bà Son. Rồi nào mà ta đi qua đây xong rồi cái Khánh Thành tao về muốn tao về đi cầu đó nữa. Bây giờ mà mốt bác con nói hai bác chứ chú Thượng Sĩ Nhất luôn nè, con nói là ở Vĩnh Long con đó mới bắt xong khai trương một cái cầu Mỹ Thuận nữa, đó là cầu Mỹ Thuận 2 mới khai trương bởi 24 tay, thì bây giờ hai cây nó song song thì rất là đẹp. Và bây giờ các bác có về ra thì về miền Tây một chuyến đi, con dẫn đi chơi, các bác đi chơi vòng vòng mấy cái khu vực miền Tây này vui lắm. Dạ thì đợt rồi là mình ở thành phố Hồ Chí Minh rồi mình đi cũng con cũng gặp các bác rồi nhưng mà chưa có dịp gặp bác Thế Phượng, mà lần này bác Thế Phượng về mà có đi chạy gắn đồng tâm đó, mà có đi có thời gian rảnh á thì cứ xuống miền Tây, mà con từ đây đến chạy gắn đồng tâm thì nó cũng gần. Ok đó thì có gì con ở đó đi, ở đó đi. Ê, ổng mà ổng xuống đây tôi cho ổng mua ba cái nọc rắn không rồi tôi chở xuống dưới, tôi chở dưới tôi mới tôi nghe lại đàng hoàng mà sếp. Dạ mình không phải mua nọc rắn cho mình sếp, mình mua cho mình mua thuốc để mà thoa vào da cho đứa cháu ngoại, nó bị cái da nó cứ bị bong mà eczema hả? Nó bị, nhưng mà tôi biết đó là tại hồi Việt Nam anh thì là mình có cái mỡ trăn thì nó chữa về cái da rất là giỏi. Thế thì để tôi muốn xuống cái trại rắn đồng tâm tôi coi họ là họ có cái mỡ trăn không, hay là họ có những cái mỡ nào mà mình có thể thoa lên cái da để cho nó bị bớt có anh dính. nó có bán mỡ trăn đó là nó là trị nhiều loại nhiều bệnh lắm về da. Okay. Bị con hỏi bác Phượng nè, bây giờ cái da của cháu bị gì, bị nứt hay bị rạn? Nó bị rạn, nó khô quá, nó bị rạn đó. À khô bị rạn hả? Bây giờ là cần mỡ trăn hả? Mỡ trăn để mà thoa thì mỡ trăn nó cũng giúp cái da nó bị nó cái da nó mềm hơn, với lại đấy, mà nó thấy thôi nó làm thẹo hơn. Đúng rồi. Dạ. Thì đó là tại vì cái đó là hồi đó mình biết từ Việt Nam ấy. Tức là dạ. Là cái à, hồi tức là ông cụ mình bảo là cái mỡ trăn là nó rất là chữa về cái ấy rất là tốt. Dạ. Mà bây giờ đó, thường thường là kiếm mấy cái cơ sở uy tín đó, mình mua mấy cái đó thì nó chắc phú hơn. Dạ. Nó bảo là xuống là chạy rắn đồng tâm có ông Thượng Sĩ Nhất vô làm nó là đi là người ta mà mình mặc cả mình hỏi người ta là ông đưa cộng nói ông Thượng Sĩ Nhất lên đó là nói chuyện là nhìn Thượng Sĩ Nhất là dân chơi lại sợ rồi. Ok. Cái đó chắc chắn là cái mỡ trăn á là nó có bán cái hũ nhỏ nhỏ. Nó bán hũ nhỏ tôi biết tiền hôm trước tôi có mua về tôi thoa bị gì tôi bị không biết chàm hay là dãy nến hay là á sừng. Ok. Cái hũ nó khoảng bằng cẳng cái à. Vậy. Không biết nhiêu tiền nữa người ta cho. Ừ. Nó có bán cái loại đó. Nhưng mà hình như con có sợ thông tin con thấy ở đây nó có bán mở trăng đó. Ok cảm ơn năm tôi đôi khi là cái nhiệm vụ đó. Mình hứa tôi phát hiện thêm cái chuyện này nữa nè anh. Là tôi có ông bạn ổng bị giảm mà ông chích thuốc nọ uống thuốc không hết, mà ổng chỉ tôi làm nay hết rồi nè, tôi cũng bị như ổng á, tôi chích thuốc riết rồi da nó mỏng luôn, đụng cái nó bầm nó loãng máu luôn, bầm rồi da nó mỏng, đụng tuột da luôn, lỡ đụng cái gì mạnh nó tuột da. Cái chuối sim nha, cho chú già hay chú gì khác nha, cái chú sim mà ta gọi là chú sứ, mà bác gọi chú sứ đó. Ok. Nó mà non, anh lấy cái nó còn non đó, có thể là chú chát mà mình để mình ăn sống á. Ừ. Thì càng non càng tốt vì mủ nó nhiều. Ừ. Anh cắt nó chảy mủ ra là anh thoa vô ngay chỗ cái vết bị chàm á. Tôi mới thoa có mấy ngày nay êm rồi. Hay ha. Chưa. Bạn tôi hết luôn á.
thấy Việt Nam chữa bệnh kinh lắm anh, họ mình có biết được đâu. Nó một cách khác thì cái vấn đề y khoa của Việt Nam, y học Việt Nam mình nó phát triển một cách khủng khiếp. Thuốc mà hầu như mình thấy là rõ ràng là chuyện là có những cái ca khó mà y thì rồi hình như có một vợ chồng của người Úc mà qua Việt Nam trị bệnh cho con đó anh. À, con tìm được cái thông tin là kem mở trang. Ô, nó gã ghề à, Bắc Phượng ơi, nó có 2.5 đồng, không tới 2 đồng nữa, 2 đồng à? 2 đồng là 2 đô á hả? Dạ đúng rồi, có 40.000 tuyết 20 gram. Nè cái tuyết này nè, cái này con chuyển cái camera không được, con chuyển được không? Nhỏ xíu à, tuyết 20 gram. Dù cái tuyết mà để cho một cái hộp giống như cái hộp thuốc vậy đó, giống như mấy cái tuyết kem ở bán ở mấy cái nhà thuốc quầy thuốc luôn mà. Nó trị ba cái bỏng rồi khô da, nứt da rồi nè, bị phỏng á. Rồi ok, thôi được, để vậy đi. Mình chỉ nói một cái điều